cháu đang chơi đồ hàng một mình. Cái mèo nữa nè. Thứ hai là chơi đồ hàng một mình. Ngáo tự chơi một mình. Còn ba thì ăn chè. Nhìn lo đến mèo. Rồi đâu bật ta. Ở đâu có người nhà, ở đâu có mèo. Quay phim chú. Chị Hảo. Ừ. Dạ bộ con này bị máu chảy ra luôn rồi ha. Ba văn sáng rồi mà. Dạ bộ con này bị máu chảy ra luôn rồi hả? Ừ. Dạ không, có gì. Ba văn sáng rồi mà. Bà mày nói lấy cái gì kìa? Ba nói là mẹ đi lấy cái gì? Ăn sáng rồi, đi ăn sáng hồi nãy. Bây giờ ăn tối mà. Dạ luôn. Dạ đúng rồi anh.